Giờ thì khoảng 21 giờ ngày cuối tuần. Hôm nay thì lâu lắm rồi Sunny mới qua. Đó. Thì cái giá cả cũng rất là cao. Ở đây là em Út. Anh chị biết. Và ở đây Sunny mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Sunny Đòn. Bây giờ thì khoảng 21 giờ ngày cuối tuần, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 2024. Sunny đang đứng ở con đường Lê Thánh Tôn. Phía sau lưng Sunny đó là ngay chỗ con đường Hai Bà Trưng đó anh chị. Hai bên thì có những cái mall, ví dụ như đây là mall Passion. Tất nhiên là tập đoàn Passion rút khỏi Việt Nam rồi anh chị ha. Mới có 21 giờ thôi, những cái trung tâm thương mại thì nó vắng vẻ, nhưng mà ngoài đường thì rất là đông. Đây, bên đây là Wincom Center. Và với video clip này, Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi về cái hướng chợ Bến Thành, rồi từ đó đi về chợ Thái Bình với phố Tây Bùi Viện nha anh chị ha. Để coi 21 giờ đêm ở Sài Gòn nó như thế nào. Trước mặt anh chị đó là xe bus điện đó. Mình sẽ đi qua Ủy ban Tòa Đô Chánh nha anh chị. Đối với xe bus điện này thì mình chỉ có đi cái ngay chỗ quận 9 đó anh chị, đồi Tăng Nhân Phú đó. Về cái hướng đó thôi, còn những cái quận khác thì không có đi, nên nó cũng không có thuận tiện. Mời anh chị cùng đi với Sunny nha. Một cái điều mà Sunny cảm thấy rất là lạ, ngoài đường thì các bạn trẻ đi chơi thì ôi thôi nó đông, mà hàng quán cái những cái trung tâm thương mại là vắng. Mình đang đợi đèn xanh đèn đỏ ở con đường tự do nha anh chị ha. Đường xá 21 giờ khu vực trung tâm thì nó đông lắm. Đối với ngày cuối tuần là ở đây trở thành Nguyễn Huệ trở thành phố đi bộ. Đây là Tòa Đô Chánh đây, Ủy ban. Buổi tối thì trên đường chạy về nhà thì Sunny cũng muốn chia sẻ những cái quang cảnh chở anh chị đi dạo mát. Hôm nay thì lâu lắm rồi Sunny mới quay ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Bên trái thì mình không vô được đâu, tại vì người ta có dăng cái rào lại rồi. Chỉ đi bộ thôi, dành cho người đi bộ. Sunny sẽ chạy về chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thì chỉ có ban ngày thôi, khách du lịch đông. Người ta cũng, ví dụ như anh chị đi du lịch, anh chị tới nơi nào đó thì cũng muốn ghé thăm cái chợ cổ của một thành phố nào đó. Ví dụ như là Sunny đi đâu cũng vậy, cũng ghé cái chợ truyền thống coi như thế nào, thì khách du lịch cũng vậy. Đối với người dân địa phương thì họ không có mua đâu anh chị, ở đó mắc, đồ mắc lắm. Và trước mặt anh chị đó là con đường Pasteur nha anh chị, dòng xe từ bến Chương Dương đổ về. Khi mà ra trung tâm thì các bạn trẻ thì có một cái giải trí rất là rẻ tiền thôi. Có những cái ghế mũ nè, hoặc là những cái tấm bạt trải dưới lòng lề đường. Thế là các bạn
mình quẹo trái con đường Công Lý Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha anh chị ha. Thấy các bạn ngồi đó thôi, rồi uống những cái món nước mà mười mấy 20 ngàn thôi, chứ không có vô hàng quán anh chị. Nên chính vì vậy hàng quán nó vắng. Nó chứ bây giờ thì anh chị cũng biết hết tiền rồi. Các bạn trẻ thì cũng đa phần là dựa vào tiền của gia đình mà ba mẹ làm ăn thì nó khó nên cũng cạn. Chi phí thì không có. Còn khi mà làm có công ăn việc làm thì phải tiết kiệm. Rồi, coi đây là đại lộ Lê Lợi. Xin đi quẹo về chợ Bến Thành. Mấy con đường này những cái người ta đang trồng những cây me. Nhưng mà xin đi hồi nhỏ xin đi lên Sài Gòn chơi đó, những cây me, những cái cây hàng cây cổ thụ ở trên con đường này rất là rợp mát. Từ khi mà làm cái hầm của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì không còn nữa. Và những cái mặt bằng ở đây người ta cho thuê cũng không được, lý do mắc quá. Mắc quá với lại bây giờ xu hướng người ta mua hàng online, chợ Bến Thành. Biểu tượng của Sài Gòn đó. Sunny sẽ lạng vào đây để anh chị thấy cái công trường Quách Trị Trang bây giờ không còn. Phía trước thì họ có để một cái khu để mọi người tới đây chụp hình đó. Đa số các bạn trẻ tới đây chụp hình thôi. Còn chợ Bến Thành thì khoảng là 8 giờ đóng cửa rồi. Bà con thì cũng nghỉ hết rồi. Mấy hôm nay thì giá đô không biết như thế nào, tình hình như thế nào mà nó rớt bữa nào xin y sẽ cập nhật chính xác lại cho anh chị nha. Rồi quay cái cảnh chợ Bến Thành. Rồi bây giờ thì chúng ta đi về con đường Trần Hưng Đạo, sau đó đi con đường Bùi Viện nha anh chị. Công trường Quách Trị Trang và cái nhà mà mé bên trái của anh chị, cái trạm xe, bến xe ngày xưa đó. Rất lâu rồi không có công nhân, không có ai mà làm hết. Tòa nhà đó xin y nghỉ chắc vướng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát quá. Rồi, mình đi. Thì khu ăn chơi nổi tiếng, được ví khu ăn chơi nổi tiếng của Sài Gòn, đó là phố Tây Bùi Viện. Vào những cái dịp cuối tuần thì trở thành một cái nơi đi bộ. Tình y sẽ quay một cái đoạn trên con đường Đề Thám thôi. Mình đi con một tí đường Bùi Viện để anh chị thấy cái không khí. Và một số người thì gọi là phố đèn đỏ Bùi Viện. Đây là con đường Trần Hưng Đạo và bên phải đó là Phạm Ngũ Lão. Góc cái mũi tàu đó là một cái tập đoàn thức ăn nhanh McDonald's. Nói chứ McDonald's cầm cự hơi bị mệt mỏi. Kể cả Starbucks cũng vậy, Highland Coffee cũng vậy. Những cái thương hiệu nổi tiếng bây giờ nó cũng đóng cửa dần rồi. Khu này thì ăn chơi quá trời ăn chơi. Tây thì cũng ăn chơi nhưng mà họ uống khoảng vài chai hay vài ly thôi. Còn người Việt mình thì anh chị cũng biết là uống phải uống thùng. Thùng này thùng kia. Bên trái là con đường Dệt Xin. Tuần lễ vàng 2024 Điện máy Nguyễn Kim.
Đối với khu Bùi Viện này là ăn chơi thô đêm suốt sáng. Đôi khi Sunny đi khoảng 4-5 giờ thì vẫn còn ăn chơi. Anh chị đây chia sẻ với anh chị cái hình ảnh này nha, để anh chị thấy. Đó, nhạc y đùng hết. Đó. Đó. Rồi, mình tiếp tục mình đi nha anh chị ha. Đó, nhảy nhót. Bên trái là trường Nguyễn Thái Học, bên phải là trường Telemann. Đại Nam, một cái rạp hát Đại Nam bây giờ trở thành khách sạn Đại Nam. Và trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Thái Học về chợ Cầu Muối, chợ Cầu Hồng Lãnh, còn bên phải là về ngã 6 Phù Đổng. Mình đi đoạn ngắn thôi, tại vì Sunny đang trên đường về. Hôm nào mà có cái dịp lễ gì đó, Sunny sẽ đi bộ thì nó sẽ rõ ràng hơn. Ở đây thì cho chạy xe, nhưng mà đi thẳng vào bên trong thì không cho chạy xe. Nào là quán ăn, quán nhậu, rồi massage, rồi khách sạn, đủ thứ hết. Quá trời khách. Phía trước anh chị thấy rần rần luôn đó. Quá trời luôn. Hợp luôn kìa. Massage đó.
Rồi bây giờ thì Sunny sẽ đi một tí con đường Trần Hưng Đạo, sau đó mình quẹo con đường Cống Quỳnh. Quanh đây là những cái quán nhậu anh chị, quán nhậu nói chung là khu vực này thì nó sẽ vắng hơn. Cái hướng này là chúng ta về chợ Năng Si đó, cầu ốc Seafood. Anh chị thấy rần rần không? Đó, cầu ốc Seafood. Nói gì thì nói thì cái điểm được là bà con thì sống ở trong những cái xóm hẻm như thế này, gần khu vực này thì cũng có công ăn việc làm. Tất nhiên là anh chị thấy khi mà nó như thế này thì anh chị cũng nói sao phức tạp quá, nhưng mà nó cũng tạo công ăn việc làm. Đối với con đường Trần Hưng Đạo này thì có rất là nhiều cái địa điểm kinh doanh phải trả mặt bằng vì cái giá cả cũng rất là cao. Và bây giờ thì ta thì cũng không hết tiền rồi, người ta cũng không mua sắm nhiều đâu. Ta có tiền đó nhưng mà giống như cái thời buổi thắt lưng buộc bụng đó anh chị. Rạp hát Hưng Đạo, cái góc này là con đường Nguyễn Cư Trinh nè. Rạp hát Hưng Đạo. Bên trái là khách sạn của tập đoàn Thái Lan. Ví dụ như cái quán này, quán nhậu nè, anh chị thấy đến giờ này anh chị thấy cũng đâu có khách đâu. Đó, quán ăn, quán nhậu đó, không có một bàn mà có khách. Trong lúc đó là bà con thì các bạn trẻ thì ra kia vui hơn. Còn bên trái là khách sạn Bunman của một cái tập đoàn Thái Lan. Nó có một cái điều như thế này anh chị, những cái mo thì đến giờ này thì không có ai mua hàng hóa ăn uống gì cả. Chỉ ra đường thì đông đông nghẹt, và các bạn trẻ lại trải những cái tấm bạt để ăn uống rồi ngoài đường thôi. Và có những cái quán nhậu người ta các bạn trẻ không có vô anh chị. Có thể là mắc quá, làm đâu có ra tiền, nhưng mà thích vui cuối tuần đi ra khu vực trung tâm đi chơi cùng với bạn bè đi dạo. Ngoài đường thì đông lắm đó. Quán nhậu anh chị thấy đó, quán nhậu vậy cũng đâu có ai đâu đó. Trường Chu Văn An, trường Hưng Đạo. Cái này, cái đoạn này là xin đi quẹo vô được nè. Mình sẽ đi Đỗ Quang Đậu nha. Tới cái đoạn Đỗ Quang Đậu là mình không có đi được đâu. Tây thường họ đi dạo và họ dẹt ra những cái quán phía ngoài thôi, chứ họ không có ghé đó anh chị, không có ghé vô chỗ nào đông hồn hào đâu. Hey.
Mình đã quẹo Đỗ Quang Đẩu. Xếp lại anh chờ, chứ đội phố 1 chạy xe đâu chờ. Không, đi Đỗ Quang Đẩu. Tới kia là mình không có đi được rồi, mình đã quẹo Đỗ Quang Đẩu thôi. Đây là em Út nè, đó. À, anh chị thấy mát mẻ không? Quá mát mẻ luôn. À, bên trái đó. Quá trời quá đất. Nên ta gọi là phố đèn đỏ thì đúng rồi. À, Đỗ Quang Đẩu. Ở đây thì mấy anh da đen ngồi. À, con đường Phạm Ngũ Lão và Sunny sẽ đi con đường Phạm Ngũ Lão bên đi trái để về Nguyễn Trãi luôn nha anh chị ha. Nếu mà đi thẳng là con đường Bùi Tru, nhà thờ huyện sĩ, anh chị thấy có một cái tháp chuông đó, Tôn Thất Tùng. Đây là chợ Thái Bình. Chợ thì chỉ nhóm họp buổi sáng đến trưa, là đến khoảng 10 giờ, từ sáng đến 10 giờ là đông đúc. Buổi chiều thì bà con tiểu thương vẫn bán nhưng mà cũng rất là vắng. Và đây là con đường Cống Quỳnh nha anh chị ha. Cống Quỳnh, rạp hát Khải Hoàn. Bây giờ thì Sunny sẽ đi con đường Nguyễn Trãi, Võ Tánh để chúng ta về với rạp hát Quốc Thanh, là về cái hướng Nguyễn Trãi quận 5. À, vào những năm đâu 91, 92 thì con đường này buổi tối bắt đầu khoảng 6 giờ, 7 giờ chiều là bắt đầu vắng rồi. Nó không có đông như thế này đâu anh chị. Vắng vẻ rồi. À, bây giờ thì nhà nhà người người đều bán, nhà nhà người người cho thuê. Bây giờ thì nhà nhà phải đóng cửa, không có ai thuê mướn vậy bán không được. Thì đối với con đường này bên trái á, thì có những cái xóm hẻm ta gọi là xóm Mã Làng. Bên phải đó là xóm Đồng Tiến, hai vùng đất giữ của khu vực Sài Gòn. Thì trên con đường này chuyên buôn bán về quần áo thời trang. Thì đối với quần áo thời trang dạo này thì đâu có bán được anh chị, tiền không có ăn lấy gì tiền mua. Nó không phải là cái hàng thiết yếu, thiết yếu. Nên chính vậy, với lại bị cạnh tranh. Nó có 3 vấn đề, kinh tế khó khăn, đồng tiền người ta không có, tiết kiệm. Rồi cái thứ hai là bán hàng online. Cái thứ ba là nó không phải thiết yếu.
không cần thiết, đó rạp hát Quốc Thanh. Bây giờ nó trở thành một cái nhà hàng, rồi cái địa điểm chiếu phim. Phía trái là con đường Trần Đình Xu, Pháp Diệm. Nói chứ cái phố Tây Bùi Viện, cái đó thì cũng rất là phức tạp, cũng giành khách, rồi đôi khi cũng có xảy ra đánh nhau xô xát. Quán cà phê 343 Nguyễn Trãi bây giờ thì 9 giờ mới 9 giờ khoảng 9 giờ mấy thôi đóng cửa rồi gì. Khi hết con đoạn đường này thì chúng ta sẽ tới con đường Nguyễn Văn Cừ, Cộng Hòa. Xưa kia nó có ba cái tên, đó là Năng Si, Khải Định, Cộng Hòa, và nay là Nguyễn Văn Cừ. Ba tên của cho ba cái giai đoạn thời kỳ. Đây là một cái gọi là phố thời trang, có thể nói là lớn nhất ở Sài Gòn. Những cái thời gian mà còn buôn bán được, anh chị biết không? Những cái dịp Tết, Tết Tây hoặc là Giáng sinh hoặc là Tết Ta, đi con đường này phải né, tại đông quá. Đông quá người ta, trời ơi, chen chúc nhau. Nhưng mà bây giờ thì thật sự mà nói đi rất là thoải mái. Đa số là người ta thuê mặt bằng, rồi xong người ta muốn xả hàng. Mặc dù là cái giá mà thuê thì rất là cao, nhưng mà ta vẫn đem hàng ra ngoài đổ đóng bán lề đường. Trong lúc đó mặt bằng thì để trong treo trên kệ, trên quầy, không ai mua. Đổ ra ngoài lề đường để buôn bán. Muốn bán cho nhanh, giảm giá bán cho nhanh để trả mặt bằng cho ông ta. Hoặc là lấy được phần nào hay phần đó về vốn bỏ ra. Đó. Và có một số người thì họ rất là linh động. Họ tới những cái địa điểm phá sản đó, hoặc là người ta muốn trả mặt bằng, họ thương lượng, họ mua mão luôn, mua hết luôn. Mua hết rồi bắt đầu họ về, họ lựa ra, bắt đầu họ bán. Và có những cái nơi mà ta đề là hàng phá sản đấy chứ, store phá sản, để vậy luôn đó. Con đường chúng ta đi bon bon anh chị ha, ai bán chúng ta cứ lăn bánh bon bon, không có bị cản đường. Bà con cứ gồng đó, đổ giày dép ra bán lề đường lên khên hết, còn trong shop thì không có mua. Những cái công ty lớn thì họ có những cái xưởng may đồ, hoặc là có những cái cơ sở gia công lại theo đơn đặt hàng của họ. Họ thành lập những cái chuỗi như là Lou Chen, rất là nhiều cái thương hiệu. Nhưng mà bây giờ bắt đầu họ đóng cửa hàng dần. Những nơi này là người ta có shop hết á. Ta bắt đầu người ta đem ra phía ngoài ta bán, để im shop không có ai mua. Mà thật sự mà để ra ngoài này anh chị thấy chạy dọc đường đâu có ai mà ghé lại để mua đâu. Nè, chia sẻ với anh chị, đây là một cái chuỗi nè, Lưu. Đi ngang không có một cái bóng người, biết sale thì kệ biết sale. Còn bên đây là một cái thương hiệu rất là lớn, họ cũng phải là dẹp luôn anh chị.
nay. Bên kia kìa, chia sẻ với anh chị thôi, anh chị biết. Và ở đây không có một bóng người vô. Rồi mình đi tiếp nha anh chị ha. Xin đi đi một đoạn nữa thôi. Mà anh chị biết không, khi mà quay những cái này nè, mình đi ban ngày thì nó thấy rõ hơn, nhưng mà mình xin đi ngại, mình làm những cái video clip mình cũng muốn chia sẻ, ý càng ngày sao nó càng nhiều vậy trời, muốn chia sẻ nhưng mà nói sao không có đề tài. Đề tài thì cuộc sống đời thường mà anh chị, thì mình muốn chia sẻ, nhưng mà thôi, nó là thật, là nó là thật. Chỉ có người đi thôi chứ không có người ghé mua. Anh chị mà nói có ai mà bà con á, mà mở cái bán quần áo thì anh chị thà bán online, không cần vốn, chỉ mượn cái mẫu áo thôi, thế là có đơn đặt hàng, thế là nhờ shipper người ta giao, mình ăn ở giữa, mình ăn chênh lệch thôi, thà bán online. Chứ mà nếu mà mở ra thuê mặt bằng mà bán thì thôi, anh chị xin đi thấy đi thấy này chua xót, mở ra rồi xong rồi bắt nợ nữa. Thôi tới đây thì Sunny cũng rất vui thực hiện cái video clip này, tới ngay chỗ cái đoạn bệnh viện Nguyễn Trãi nè anh chị, thực hiện cái video clip này để anh chị thấy cái không khí về đêm của Sài Gòn trong những ngày cuối tuần như thế nào anh chị ha. Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, sức khỏe để cùng lang thang rong chơi với Sunny. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.